Xin chào các bạn, loa có phong cách thiết kế retro hiện nay đang được giới trẻ cực kỳ yêu thích, đặc biệt là đối với những mẫu loa đến từ Marshall, một thương hiệu đã ăn sâu vào trong tiềm thức của giới trẻ hiện nay. Nhưng mà song song với đó thì hiện nay trên thị trường chúng ta cũng sẽ có những sự lựa chọn có thể thay thế hoặc đôi khi là những sự lựa chọn tốt hơn cũng mang một phong cách thiết kế retro. Đơn cử như là mình đang có ở đây là AlphaWorks Classic V80, một con loa cũng mang phong cách thiết kế retro nhưng nó lại mang tới cho chúng ta những trang bị, những cái trải nghiệm đôi khi là mình nói nó còn nhỉnh hơn so với Marshall. Cụ thể thì đây là con Stanmore 2. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đặt lên bàn cân so sánh những cái trải nghiệm cụ thể của hai con loa này để xem đâu sẽ là sự lựa chọn thực sự phù hợp hơn đối với sở thích của bạn. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên lại là một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Để mà so sánh hai con loa này á, thì chúng ta sẽ phải so sánh từ việc mua hàng cho tới việc trải nghiệm. Thì về việc mua hàng, đối với những con loa Marshall thì hiện nay chúng ta có thể kiếm được rất nhiều những đơn vị bán nó. Nhưng song song với đó thì đây cũng là một trong những con loa có cực kỳ nhiều hàng fake và cực kỳ nhiều hàng sách tay về. Nên khi mà các bạn mua, các bạn cần phải lựa chọn một cái đơn vị bán thật là uy tín để không dính phải hàng fake hoặc đôi khi là không dính phải hàng sách tay không rõ nguồn gốc. Và tất nhiên thì hàng chính hãng con này cũng có nhá. Trong khi đó đối với AlphaWorks Classic, kể cả V60, V80 hay V100, hiện nay chỉ có duy nhất một nguồn hàng, đó là được phân phối chính hãng bởi PGI. Nên dù cho các bạn mua online, các bạn mua offline hay là các bạn mua kiểu gì đi nữa thì chắc chắn nó vẫn sẽ chỉ có hàng chính hãng mà thôi. Nên cái độ an tâm của chúng ta khi mà mua hàng nó sẽ cao hơn một tí. Thì đối với cả AlphaWorks Classic V80 và Marshall Stanmore 2 thì chúng đều chung một cái kích thước thiết kế. Có trong sự khác biệt ở đây á, thì là cái con loa của AlphaWorks, những cái đường bo ở phần góc hay là ở cái phần cạnh này nó sẽ không bo nhiều giống như là con Marshall. Thế nên nó vẫn sẽ mang tới chúng ta một sự nam tính tốt hơn so với Marshall. Thì cái này nó sẽ là khẩu vị và sở thích của mỗi người mà thôi. Không chỉ có kích thước tương đương nhau, cả hai mẫu Classic V80 và Marshall Stanmore 2 đều có chung mức công suất, đó là 80W. Đối với phần da được trang bị thì trên cái phiên bản màu đen này, cả hai con thì mình thấy rằng là chất lượng da của nó là giống nhau đến 95%. Khi mà bấm móng tay vào thì nó đều không để lại nốt, tức là về cái độ dày độ mỏng của nó không khác biệt gì nhau. Khác biệt về lớp da nó sẽ chỉ đến từ con Classic V80 cái màu nâu thôi. Nó sẽ sử dụng một lớp da dày hơn và mềm mại hơn. Khi mà sờ vào các bạn sẽ thấy rõ được cái sự cao cấp ở trên phiên bản màu nâu. Nên nếu như các bạn muốn có một cảm giác sờ vào sướng nhất ấy thì nên lựa chọn phiên bản màu nâu. Ở trên phiên bản màu đen này thì cái e-căng của nó sẽ làm khác biệt hoàn toàn so với con Marshall Stanmore 2. Với Stanmore 2 nó sẽ là một cái lớp lưới nhìn rất là đặc trưng cùng với logo Marshall. Trong khi đó thì AlphaWorks Classic V80 nó sẽ là cái lớp e-căng được làm từ thép, nhìn nó có sự chắc chắn hơn và nó manly hơn. Đó, còn với phiên bản màu nâu thì nó sẽ sử dụng một cái lưới giống y hệt như con Marshall này. Phần quay sách này thì do Marshall Stanmore 2 là một con loa sẽ chỉ hỗ trợ cho các bạn để một chỗ cắm điện thôi, nên chắc chắn là nó sẽ không có rồi. Còn với con này Classic V80 thì nó thiết kế là một con loa di động, bên trong có pin và thời gian chơi của nó từ 6 cho tới 8 tiếng ấy, nên việc có quay sách di động để có thể mang đi mang lại ở những vị trí khác nhau hay thậm chí các bạn sách đi chơi dã ngoại là một điều nên có. Nhưng mà mình cũng che nhẹ một chút ở cái phần quay này, nếu như nó dài hơn một tí để chúng ta có thể gạt nó hẳn về đằng sau khi mà không cần dùng ấy thì nó sẽ ok hơn. Trong khi đó thì cái này hơi ngắn nên khi mà chúng ta gạt về đằng sau nó vẫn sẽ nằm như thế này nên nhìn nó hơi vướng tí. Đối với cụm điều khiển trên Marshall Stanmore 2 và Classic V80 thì mình vẫn đánh giá phần hoàn thiện của cụm điều khiển trên Marshall Stanmore 2 cao hơn, bởi vì nhìn nó thiết kế rất là tinh tế, từ những cái đèn thông báo hiển thị được làm chìm này hay cho tới những cái nút bấm này, rồi cái núm xoay cũng sẽ là núm xoay vô cực. Nó cực kỳ công nghệ trên một cái mẫu loa cổ điển như thế này. Trong khi đó chúng ta quay sang với cái phần điều khiển của AlphaWorks Classic V80 thì nó cũng sẽ mang một cái phong cách thiết kế khá là giống với Marshall Stanmore 2. Nhưng nếu như các bạn không phải là một người theo xu hướng tối giản mà bạn lại cần cái sự tiện lợi hơn ấy, thì con AlphaWorks Classic V80 chắc chắn nó sẽ là con loa làm tốt hơn. Bởi vì ngoài những cái núm điều khiển kiểu là tăng âm lượng rồi tăng bass treble thì chúng ta còn có những cái nút để có thể qua bài, quay lại bài, dừng bài. Như vậy thì khi chúng ta ngồi gần loa, chúng ta chẳng cần thiết phải cầm điện thoại lên, chúng ta vẫn có thể thao tác để có thể qua bài được. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc theo các bạn thôi. Các bạn thích sự tối giản, đơn giản hay là các bạn thích cái sự đấy là đa dụng, tiện dụng hơn. Có một điểm mà mình đánh giá cao hơn ở Classic V80 đó là về những cái cổng kết nối trên con loa này nó sẽ tiện dụng hơn so với con Marshall Stanmore 2.
Thì đối với Marshall Stanmore 2 chúng ta có Bluetooth, chúng ta có AUX và chúng ta có RCA. Còn đối với Classic V80 thì chúng ta cũng sẽ có Bluetooth, chúng ta có AUX, chúng ta có RCA, chúng ta có luôn cả USB và chúng ta có luôn cả cái cổng để có thể cắm mic. Như vậy thì chúng ta có nhiều tùy chọn đa dạng kết nối hơn và chúng ta cũng có thể hát karaoke trực tiếp cho con loa này. Và ngay cả việc kết nối cổng AUX trên con V80 này nó cũng sẽ trở nên đơn giản và gọn gàng hơn, bởi vì cổng AUX của nó nằm sau loa. Trong khi đó thì đối với Marshall Stanmore 2 thì chúng ta sẽ phải cắm thêm một cái rắc ở ngay bên trên đây, khi đó thì sẽ có một cái dây cong lên và uốn ra đằng sau. Như vậy về sự gọn gàng cho việc setup nữa thì Classic V80 nó cũng lại làm tốt hơn. Tiếp tới đó chính là một cái cổng nữa mà trên con Marshall này sẽ không có, đó là cổng AUX out. Tức là các bạn có thể cắm một cái sợi dây 3.5 vào đây và kết nối sang một con loa nữa để chúng ta có thể mở rộng thêm về cái công suất, mở rộng thêm về cái vùng phủ âm thanh. Còn một cái ưu điểm nữa mà mình cũng cần phải nhấn mạnh, đấy là với Classic V80 thì đây là một con loa thiết kế di động nên bên trong nó sẽ có pin. Và cái thời gian sử dụng thực tế mà mình đã test á, nó có thể chơi liên tục từ 6 cho tới 8 tiếng tùy theo cái mức âm lượng mà các bạn sử dụng. Nên đây rõ ràng là một cái ưu điểm nó tốt hơn hoàn toàn so với Marshall Stanmore 2, là một con loa chỉ cắm điện và để một chỗ mà thôi. Và để có thể giúp cho cái việc sử dụng của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn thì trên con Classic V80 này nó cũng sẽ có thêm một ưu điểm nữa, đấy là nó cũng sẽ có cổng cắm điện. Và cái cổng cắm điện này nó hay ở chỗ là khi chúng ta cắm điện vào, nó sẽ cắt hẳn nguồn pin và nó không sạc cho pin. Khi đó thì chúng ta vừa chơi thoải mái mà không lo bị chai pin trong quá trình sử dụng. Còn nếu như các bạn muốn sạc pin thì đơn giản các bạn cắm vào cổng C thì khi đó nó mới sạc pin mà thôi. Tới đây thì các bạn cũng đã có thể có sự lựa chọn cho riêng mình rồi. Với một con loa retro và đơn giản chỉ để một chỗ thì các bạn có thể phân vân giữa Marshall Stanmore 2 và Classic V80. Nhưng nếu như các bạn cần sự di động và các bạn cần một cái hỗ trợ về micro để có thể karaoke hoặc thậm chí đấy là khuấy động không gian trong những cái bữa party thì chúng ta bắt buộc phải lựa chọn V80, bởi vì Marshall không làm được điều đó. Thì đối với Marshall Stanmore 2 và Classic V80, hai con loa này thì nó sẽ mang hai cái hướng gọi là tái tạo âm thanh một cách khác biệt hoàn toàn với nhau. Mình đã thử qua một vài bài nhạc như là Em Đây Chẳng Phải Thúy Kiều của Hoàng Thùy Linh này, hay là bài The Player của Soobin Hoàng Sơn, và cuối cùng là một bài hát nhẹ nhàng đến từ Vũ, đấy là Bước Qua Mùa Cô Đơn. Thì mình có thể nhận xét rằng là với Marshall Stanmore 2 nó sẽ mang một cái chất âm nó mộc hơn. Thế nhưng ở một vài những cái giải, ví dụ như là về giải bass, thì cái nền âm bass nó xuống không sâu bằng so với Classic V80. Về giải treble thì khi mà mình siết cái núm volume của treble á, thì cái sự thay đổi của giải treble này nó lại khá là nhạt nhòa, nó khá là mờ nhạt. Tức là dù cho các bạn có xoay ở một cái mức gọi là hơi mạnh một chút, hơi cao một chút, thì cái treble nó cũng thay đổi rất rất ít. Và khi chúng ta mắc treble lên thì nó làm cái âm thanh nó lại bị hơi đục đục đi. Đây là một cái điểm mà mình khá là buồn cười nhá. Thường thì cái giải cao nó sẽ giúp cho cái âm thanh của chúng ta sẽ đạt độ trong trẻo tốt hơn. Nhưng với treble ở trên con Marshall này, khi mà mình vặn lên cao á, rõ ràng là âm thanh giải cao nó có tốt hơn, nhưng nó lại làm cho cái mid nó bị hơi đục đục đi một tí. Thế nên đây là một điều mà mình thấy khá là buồn cười. Còn về bass, còn về bass trên cái con này thì nó sẽ thiên sang việc là tạo ra những cái âm thanh bass nó chắc, nó kình kịch, chứ nó không xuống được một cái giải tần nó quá sâu. Thế nên đây là một con loa nó sẽ hướng tới những người dùng yêu thích cái âm thanh mộc mạc. Còn đối với Classic V80 á, thì con loa này do là bên trong sẽ được tích hợp thêm một bộ DSP để xử lý âm thanh, nên nó sẽ có phần làm những cái giải âm của chúng ta ngọt hơn so với cái mức bình thường. Khi mà mình nghe chung một bài, đó là The Player trên Marshall Stanmore 2 và trên con Classic V80 này, thì V80 cái đoạn đầu cái tiếng guitar bass á, nghe nó bị làm sang xu hướng điện tử khá nhiều. Trong khi đó thì trên con này chúng ta vẫn nghe rõ được cái tiếng nảy của dây đàn và nghe cái tiếng dây nó ra rõ là tiếng dây chứ không phải là tiếng bass điện tử nữa. Nên đây là cái điểm đầu tiên mà các bạn chú ý, nếu như tiếng mộc mạc thì con này vẫn sẽ làm tốt hơn nhá. Nhưng về độ sâu của cái tiếng guitar bass thì con này lại làm tốt hơn, chứ con này nó bị hơi thiếu một chút ở cái giải sub bass. Cái thứ hai đấy là với giọng hát thì trên con Classic V80 nó cũng làm ngọt hơn so với mức bình thường. Ví dụ như khi chúng ta nghe một vài bài nhạc có giọng ca sĩ kiểu hát hơi trầm trầm, hơi khàn khàn một tí á, thì trên con Classic V80 nó sẽ bị hơi mất đi cái độ khàn bởi vì nó đã làm ngọt cái vocal hơn. Nhưng
vocal trên Classic V80 nó lại nổi bật hơn so với con Marshall. Hay ngay cả với giải treble đi, thì khi mà mình chỉ cần vặn nhẹ cái núm treble ở trên cái con Classic V80 thôi thì chúng ta đã cảm nhận rõ được cái sự thay đổi về giải cao và nó trong hơn rõ rệt so với con Marshall Stanmore 2. Thế nên rõ ràng các bạn có thể thấy rằng là về các giải hay là về việc tinh chỉnh cái âm thanh trên cái núm equalizer này thì con Classic V80 nó làm tốt hơn so với Marshall Stanmore 2. Nhìn chung thì về tất cả những thứ liên quan đến trải nghiệm, liên quan đến trang bị thì Classic V80 nó đều có những cái mặt nhỉnh hơn so với Marshall Stanmore 2. Nó di động hơn, khả năng kết nối linh hoạt hơn và nó mang lại chúng ta một cái thứ âm thanh ngọt ngào hơn, cảm xúc hơn. Nhưng quan trọng một điều đấy là cái số tiền để chúng ta sở hữu hai con loa này. Đối với Marshall Stanmore 2 thì cái giá niêm yết của con này hình như là gần 8 triệu, trong khi đó thì đối với Alpha Work Classic V80 nó sẽ chỉ có mức giá là 5.290.000 mà thôi. Tức là nó rẻ hơn rất nhiều, khoảng tầm gần 3 triệu đấy các bạn. Còn theo các bạn thì hai con loa này đâu sẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho các bạn thì hãy comment để lấy ý kiến ở phía bên dưới phần của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.